Yes. Bạn đã qua ải trò chơi tinh hà. Tạo ra một đế quốc vũ trụ. Mở khóa phần thưởng ngầm. Giành được thân phận quân chủ tinh hà. Phần thưởng. Mình thành quân chủ của đế quốc tinh hà. Thời gian đội trưởng bảo đi xem mắt đến rồi. Thông soái, định vị được tinh cầu của quân chủ rồi. Thông soái, có cần chinh phục tinh cầu này không? Trích xuất hình ảnh quân chủ trên tinh cầu này trước rồi quyết định có nên chinh phục tinh cầu này không thông soái tôi đã định vị được vị trí của quân chủ là một thế lực tên hạ quốc họ và chúng ta sử dụng cùng một ngôn ngữ và chữ viết quân chủ đang làm gì đang đang xem mắt xem mắt mau trích xuất hình ảnh xin lỗi tôi đến trễ đến trễ thế này nói thẳng đi tôi muốn nhà và xe đã trả hết tiền xin lễ 500.000 nghìn sau kết hôn không làm dâu bố mẹ chồng bệnh không chi tiền tôi chỉ là một người bảo vệ cho nên không có mấy điều kiện này cái gì loại dưới đáy xã hội như anh cũng dám đi xem mắt sao đừng ảo tưởng nữa nên ngoan ngoãn tuyệt dòng mất sống đi cho cái danh nghèo khổ của anh triệt để biến mất khỏi thế giới loại nhảm nhí người trên tinh cầu này dám sỉ nhục quân chủ như thế lập tức hạ lệnh phá hủy tinh cầu này người trên tinh cầu này dám sỉ nhục quân chủ như thế lập tức hạ lệnh phá hủy tinh cầu này dạ chờ đã lâm tinh hà Vừa rồi anh ngồi nhầm chỗ, tôi mới là người xem mắt với anh, xem tiếp đi. Tôi mới là người xem mắt với anh, cô chắc chứ? Lâm Tinh Hà, 25 tuổi, bảo vệ của tập đoàn Tô thị, lương 2800 tệ một tháng thích các loại trò chơi. Đặc biệt là về ngân Hà, thời đi học. Còn được quán quân trò chơi, xem ra tôi ngồi nhầm thật rồi. Nhưng, sao cô biết nhiều chuyện về tôi thế? Bởi vì buổi xem mắt này là do tôi sắp xếp Lâm. Lâm Tinh Hà, anh quên rồi sao, thời đại học đấy. Đại học? Đây không phải Lâm Tinh Hà bạn đại học của tôi sao? Nghe nói cậu làm bảo vệ của tập đoàn Tô Thị rồi. Lâm Tinh Hà, thời học đại học, ngày nào cậu cũng chơi game, vậy mà vẫn được hoa khôi Tô yêu thích. Đáng tiếc, hiện tại không phải thời đại học nữa. Không có thân phận, không xứng xem mắt. Đủ rồi, Trương Phạm, tôi chơi game, xem mắt, liên quan gì đến cậu, cậu tự lo cho mình đi. Người đẹp, hay là cô theo tôi đi. Một bộ vest của tôi, bằng tên bảo vệ này làm nửa năm đấy. Trương Phạm, anh còn đáng ghét. Hơn cả thời đại học, cô là Hoa Khôi Tô. Hoa Khôi Tô. Hiện giờ tôi là sếp lớn của tập đoàn Tô Thị, còn cậu ta chỉ là một thằng bảo vệ. Hay là cô cân nhắc làm người phụ nữ của tôi. Lâm Tinh Hà là người đàn ông Tô Thanh Tuyết này thích, còn anh, kể từ hôm nay, anh bị tập đoàn Tô Thị sa thải. Kể từ hôm nay, anh bị tập đoàn Tô Thị sa thải, cô gái thích quân chủ của chúng ta là ai thế? cô ấy tên tô thanh tuyết là tổng giám đốc tập đoàn tô thị thời đại học cô ấy yêu thầm quân chủ rất tốt cũng được xem là người phụ nữ của quân chủ nể mặt cô ấy dừng phá hủy tinh cầu ngoài ra cô đi thông báo hạ quốc đế quốc tinh hà thống lĩnh ba nghìn tinh hệ sắp hạ cánh xuống trái đất nên đón quân chủ tinh hà dạ tiếp tục bảo vệ quân chủ xem hình ảnh quân chủ từ xa kể từ hôm nay anh bị tập đoàn tô thị sa thải sa thải cô là cái thá gì dám nói với anh phàm như thế anh ấy là quản lý của tập đoàn tô thị không phải là tên bảo vệ xem mắt với cô tiểu thẩm vào đây gọi ai cũng vô dụng trong tay anh phàm có mấy mươi người các người không dây vào được im đi thư ký thẩm sao cô ở đây tiểu thẩm tôi không muốn thấy anh ta dạ xếp tô anh đưa mù rồi dám hỗ xược trước mặt xếp tô xếp tô cô là tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn tô thị xếp tô tôi có mắt không thấy thái sơn cô coi tôi như cái rắm thả đi được không Cô cho tôi một cơ hội đi, xếp tô. Lâm Tinh Hà, anh không nhớ em sao? Lâm Tinh Hà, anh không nhớ em sao? Hoa khôi tô. Hóa, hóa ra là em. Em vừa về nước tiếp quản tập đoàn tô thị, người nhà ép em kết hôn. Thời đại học, em luôn yêu thầm anh, em chỉ muốn kết hôn với anh. Nhưng anh không xứng với em, em nói anh xứng thì anh xứng. Đi, em đưa anh đến một nơi, cô ta đưa quân chủ đi đâu? Cô ấy đưa quân chủ đi uống rượu sau đó đến một khách sạn hôn em lâm tinh hà rốt cuộc chúng ta cũng có thể ở bên nhau hoa khôi tô giao lần đầu tiên của em ấy cho mình lâm tinh hà ra đây đưa em đến công ty chiếc xe quái quỷ gì cũng dám đậu bên cạnh xe tôi thanh tuyết thanh tuyết anh ta là ai đây là người đàn ông tôi chọn thanh tuyết em chọn một tên bảo vệ thân phận này làm sao xứng với em loại dưới đáy xã hội như anh phải biết thân biết phận đừng làm cóc gẻ ăn thịt thiên nga trương hào bảo vệ thì sao bảo vệ cũng cống hiến cho xã hội tôi chỉ là một người bảo vệ nhưng tôi sẽ không mắt chó nhìn người thấp đi khắp nơi xem thường người không bằng mình đây là thư bổ nhiệm của anh đế quốc tinh hà vĩ đại sắp hạ cánh ở trái đất anh đầu quân cho đế quốc tinh hà sắp được phong làm thành chủ trịnh thành quản lý một thành một tên bảo vệ như anh ta một câu nói của anh cũng có thể quyết định sống chết của anh ta trương hào anh có đế quốc tinh hà làm chỗ dựa muốn làm gì thì làm ở trịnh thành sao ở trái đất này đế quốc tinh hà chính là ông trời ngay cả mỹ quốc cũng không dám bất kính với đế quốc tinh hà tô thanh tuyết ngày mai tiệc thọ bác trai anh sẽ đem thư bổ nhiệm của đế quốc tinh hà đến chúc thọ đến khi đó dù em không chịu bác trai cũng ép em gả cho anh còn tên hạ đẳng thân phận thấp hè này căn bản không xứng xuất hiện trong tiệc thọ của bác tô trương hào xứng hay không là do tôi quyết định không liên quan đến anh lâm tinh hà ngày mai là tiệc thọ của bố em anh đi không anh đồng ý ngày mai anh muốn xem thử bác tô sẽ chọn người đại đế quốc tinh hà như anh hay là chọn tên bảo vệ này người này dám mượn danh nghĩa đế quốc tinh hà bất kính với quân chủ đúng là trà sống tôi đích thân đến nó đưa tinh hà lệnh cho quân chủ có tinh hà lệnh quân chủ sẽ khôi phục thân phận đánh đâu thằng đó thanh tuyết vừa rồi cảm ơn em đã bảo vệ anh nhưng thân phận của anh quả thật không xứng với em lâm tinh hà em thích anh là thích con người anh không phải thân phận của anh cái này là thẻ có thể chi tiêu một triệu cái này là nhà em mua em giao hết cho anh anh không cần lo cho tương lai hai ta không ổn lắm đâu. Chính phủ Hạ Quốc tuyên bố, nhận được sự giúp đỡ của đế quốc Tinh Hà, nền văn minh bá chủ vũ trụ, công nghệ nước ta đã đi trước Âu Mỹ 200 năm. Tin tức nói, quân chủ của đế quốc Tinh Hà ẩn cư ở Hạ Quốc, cho nên Hạ Quốc được yêu mến. Mỹ quốc yêu cầu hợp tác đã bị từ chối. Đế quốc Tinh Hà, giống tên của Lâm Tinh Hà, nếu Lâm Tinh Hà có quan hệ với đế quốc Tinh Hà thì tốt, có thân phận này. Không ai dám xen vào hôn nhân của mình và anh ấy tên khốn trương hảo có đế quốc tinh hà làm chỗ dựa mới dám ép mình gả cho anh ta wow cô xuất hiện bằng cách nào quân chủ là tôi đây tinh vũ thông soái của đế quốc tinh hà tôi từ tinh hà đến đây tìm ngài quân chủ là tôi tinh vũ thông soái của đế quốc tinh hà tôi từ tinh hà đến đây tìm ngài chi bằng cô nói cô là tần thủy hoàng đi cô muốn lừa gì ở tôi quân chủ tôi thật sự không phải kẻ lừa đảo ngài là chủ nhân của đế quốc tinh hà tồn tại như chúa tể vũ trụ Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngài Quân chủ Đây là tinh hà lệnh Trước mặt người ngoài Nó đại diện cho thân phận ngài Dù là quốc chủ hạ quốc thấy nó Cũng phải không lưng uốn gối Sắp đến giờ rồi Tôi không thể ở đây quá lâu Nhưng rất nhanh Phi thuyền của chúng ta sẽ hoàn toàn hạ cánh ở hạ quốc Vừa rồi là thật hay giả Tối nay là tiệc thọ của bố Tô Thanh Tuyết Mình phải tặng cho cô ấy món quà quý giá nhất của mình Nghèo mà cũng dám đến đây Mua nổi thứ gì ở chỗ này sao? Là thẻ đen phú hảo. Tiên sinh, anh muốn mua Cứ gì? Cứ chọn đi. Tôi muốn mua cái hộp này. Hộp. Tiên sinh, anh chỉ cần hộp sao? Đúng, tôi chỉ cần hộp. Được, tiên sinh. Quẹt thẻ này. Được, tiên sinh. Thanh thuyết, nếu đây là tinh hà lệnh đại diện cho đế quốc tinh hà, anh muốn dùng nó làm sinh lễ, tặng cho em. Sinh nhật vui vẻ. Trương Thiếu Gia đến Trương Hào, thành chủ trịnh thành đại diện đế quốc Tinh Hà Chúc mừng đại thọ của bác Tô Tiền vô như nước Vạn sự như ý Đây xin lễ cháu tặng cho Thanh tuyết Thư bổ nhiệm thành chủ trịnh thành do đế quốc Tinh Hà ban hành Đến khi đó, cháu chính là Người cao quý nhất trịnh thành Khắp thiên hạ này Cũng chỉ có các nhân vật lớn của đế quốc Tinh Hà Cao quý hơn cháu đây là hợp đồng xây dựng đế quốc tinh hà quy hoạch cho trịnh thành cải tạo kiến diện tích 300 dặm phủ khắp Trịnh Thành. Chờ cháu nhận chức, hợp đồng này sẽ có hiệu lực, không biết bác có hài lòng với món quà của cháu không? Trương thiếu gia theo đuổi Tô Thanh Tuyết, đúng là đã dùng hết vốn liếng rồi, hợp đồng này giá trị liên thành. Có được hợp đồng này, e rằng nhà họ Tô một bước trở thành đệ nhất hào môn Trịnh Thành. Tốt, món quà này quá tốt. Nhưng có một điều kiện, trước khi hợp đồng có hiệu lực, đó là Tô Thanh Tuyết phải gả cho cháu. Cả Trịnh Thành này thân phận trương thiếu gia cao quý nhất địa vị cao nhất thanh tuyết gả cho cậu tất nhiên tôi đồng ý ồ bố con không gả cho anh ta con nói không tính không gả cho cậu ấy thì gả cho ai cả trịnh thành này ngoài trương thiếu gia ai có tư cách cưới con đế quốc tinh hà sắp trở thành chủ của trái đất nhà họ tô chúng ta nhất định phải lấy được hợp đồng xây dựng trịnh thành của đế quốc tinh hà thanh tuyết lẽ nào em vẫn nghĩ tới tên bảo vệ thân phận thấp hành kia sao sao tiệc thọ của bác tô mà lâm tinh hà không dám đến anh nghe nói em cho anh ta một số, chắc tiền. chắn anh ta mang tiền của em bỏ trốn rồi. Cái gì? Con bị một tên bảo vệ lừa sao? Đừng nói là con đã ngủ với cậu ta rồi đấy. Đúng thế thì sao? Lâm Tinh Hà sẽ không bỏ con. Lâm Tinh Hà đến. Lâm Tinh Hà đến. Ai thế? Trông nghèo thật. Chào bác. Cháu là Lâm Tinh Hà, là bạn trai của Thanh Tuyết. Hôm nay đến chúc thọ bác đây là sinh lễ cháu chuẩn bị cho thanh tuyết là cậu lừa con gái tôi khiến nó không chịu gả cho trương thiếu gia hóa ra là kẻ hạ đẳng này hôm qua anh ta còn xem mắt tôi từ chối trước mắt đã lừa được tô tiểu thư bác không thể tin anh ta bố bố đừng nghe cô ta nói bậy cô ta im đi thanh tuyết nói nhiều vô ích anh là thành chủ được đế quốc tinh hà bổ nhiệm em nghĩ bác tô sẽ chọn anh hay là chọn tên bảo vệ này đương nhiên là chọn trương thiếu gia trương thiếu gia là thành chủ quản lý 300 dặm Trịnh Thành, quyết định vận mệnh của hàng triệu người. Các vị, tôi tuyên bố, kể từ hôm nay, tôi chính thức gả con gái cho Trương thiếu gia. Được, được. Bố, con không gả. Con muốn gả cho Lâm Tinh Hà. Làm càn, con không gả cho cậu ấy thì gả cho ai? Thân phận tên này thấp kém, chỉ có quyền quý như Trương thiếu gia mới xứng với con. Không sai, thân phận tôi cao quý. Chỉ một câu nói của tôi, tôi có thể quyết định số phận cả nhà anh. Thanh Tuyết, chúng ta mới là một đôi trời sinh. Em theo anh, em sẽ là thành chủ phu nhân. Đến khi đó, em cũng như anh sẽ được hưởng vinh hoa phú quý trên vạn người. Để nhất hào muôn kinh hải, tiền vạn trùng đến. Vinh hạnh quá, xếp tiền, không ngờ ông sẽ đến đây. Đúng lúc có chuyện đến Trịnh Thành. Thuận tiện tham dự tiệc thọ của ông. Không biết là chuyện gì, khiến chú Tần đến tận Trịnh Thành của cháu có một nhân vật lớn thân phận cao quý ở trịnh thành giới quyền quý thế giới tụ họp ở trịnh thành để bái kiến quân chủ đế quốc tinh hà quân chủ đế quốc tinh hà thân phận cao quý nhất vũ trụ như thế khác biệt quá lớn với thân phận của chúng ta chú tiền lợi hại thật vậy mà lại có tư cách gặp quân chủ vừa rồi tôi nghe có người tranh cãi không biết là có chuyện gì con gái phản nghịch không chịu gả cho trương thiếu gia thân phận cao quý lại đi yêu cái tên bảo vệ dưới đáy xã hội thân phận thấp hè này loại người thân phận thấp hèn này vào đây bằng cách nào còn cầm một cái hộp xấu xí chú tiền nói đúng loại bảo vệ như anh ta vậy mà lại tham dự tiệc thọ của bác tô còn đem theo quả để tôi xem là cái gì này cho tôi xem đi thống soái đã gặp quân chủ chưa tôi đã đưa tinh hà lệnh cho quân chủ chỉ cần kích hoạt tinh hà lệnh quân chủ sẽ khôi phục thân phận phi thuyền của chúng ta cũng sẽ lập tức đến trịnh thành tiếp quản trái đất chỉ có món hàng dởm này. Chắc không đến một trăm tệ nhỉ. Trương Hảo, anh làm gì thế? Đây là vòng tay gia truyền của nhà tôi. Mẹ tôi truyền lại cho tôi để tôi đưa cho con dâu tương lai. Tuy không đáng bao nhiêu, nhưng nó là thứ giá trị nhất của tôi. Tinh Hà, món quà này rất tốt. Em rất thích. Món đồ không đáng tiền này. Cũng chỉ có kẻ thân phận thấp hèn. Mới xem nó là báu vật thôi. Quân chủ Tinh Hà thân phận thần bí. Không ai biết mặt nhưng tinh hà lệnh trong tay ngài ấy thống lĩnh ba nghìn tinh hệ làm chủ sinh mệnh của trăm triệu sinh linh thân phận anh là gì anh nghĩ anh tặng một món đồ cũ dích là có thể ôm được mỹ nhân về nhà sao anh nghĩ anh là quân chủ đế quốc tinh hà đứng đầu vũ trụ sao trương hào bất kể anh ấy là quân chủ hay là bảo vệ anh ấy đều là người tôi yêu thanh tuyết nếu em không gả cho anh nghĩa là đang vả vào, vào mặt thành chủ đế quốc tinh hà đấy biết không nhà họ tô của em đừng hòng sống sót ở trịnh thành này nữa trương thiếu gia cậu đừng giận con gái tôi chắc chắn sẽ lấy cậu thanh tuyết con điên rồi hả nếu con còn làm liều nhà họ tôi sẽ toi đấy con muốn thấy tập đoàn tô thị bị hủy hoại à không chỉ là nhà họ tô mà cả nhà lâm tinh hà cũng sẽ bị đè dưới đáy xã hội làm kẻ ti tiện nhất cả đời này đừng mơ thoát thân bố con không muốn thanh tuyết nghĩ cho kỹ tinh hà chúng ta Thanh Tuyết, coi như em biết điều. Người đâu, lôi thằng bảo vệ này ra. Đánh gãy chân tay. Tinh Hà, bỏ ra, Thanh Tuyết. Dăm ba thứ rác rưởi, cũng xứng với cái hộp này. Nhân loại còn con, mà cũng dám sỉ nhục nguyên thủ. Truyền lệnh, toàn bộ phi thuyền hủy diệt Lam Tinh. Tinh Hà Lệnh. Đây là cái quái gì? Tinh, Tinh Hà Lệnh. Cái gì? Đại diện cho nguyên thủ của Đế quốc Tinh Hà. Anh là nguyên thủ Đế quốc Tinh Hà? Không thể nào, từ nhỏ tôi đã quen Lâm Tinh Hà, hắn thế nào tôi quá rõ. Hắn không thể nào là nguyên thủ Tinh Hà, hắn chỉ là rác rưởi. Bố mẹ thì làm nông. Người như vậy sao có thể là nguyên thủ tinh hà? Nhìn xem. Hiện nguyên hình rồi. Kích hoạt tinh hà lệnh gián đoạn. Không sao. Ba phút nữa. Chúng ta sẽ đến Lam Tinh. Tinh hà lệnh này là giả. Cũng đem ra khẻ được đó vì cướp người với Trương Thiếu Gia mà làm giả cả tinh hà lệnh. Chú Tiền. Nếu có người làm giả tinh hà lệnh, sẽ đáng tội gì? Đương nhiên là tiêu diệt rồi. Làm giả tinh hà lệnh còn nặng hơn làm giả ngọc tỷ đến cả tổng thống nước Mỹ cũng không dám làm vậy. Tô Thanh Tuyết, đây là người em chọn à? thân phận ti tiện, gan to bằng trời, dám làm giả Tinh Hà lệnh. Nếu nhà họ Tô bị liên lụy, cùng nhau tiêu diệt. Tinh Hà lệnh này là giả hả? À? Anh, ai nhà họ Tô? Sắp bị thằng phế vật này hủy hoại rồi. Bác Tô, nhà họ Tô còn một chút sinh cơ. Trương Thiếu gia, cậu phải giúp tôi, giúp nhà họ Tô, chỉ cần ông bảo Tô Thanh Tuyết đoạn tuyệt với Lâm Tinh Hà. Tôi sẽ đảm bảo với thành chủ. Nhà họ Tô sẽ không bị liên lụy. Có điều, phải cho Tô Thanh Tuyết gả cho tôi. Được, hôm nay cho Thanh Tuyết và Trương Thiếu gia tổ chức hôn lễ, tôi sẽ là người làm chứng và đứng giữa đảm bảo. Thanh Tuyết, mau đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Tinh Hà đi. Thanh Tuyết, Tinh Hà lệnh này không phải anh làm ra giam, à. giam cãi. trương hảo anh có nghĩ nếu tinh hà lệnh là thật thì sẽ là đại họa không không thể nào là thật lâm tinh hà tôi quá hiểu cậu rồi cậu chỉ là thằng ăn may lừa được trái tim sếp tô chứ chả là cái thá gì sếp tô trương thiếu gia tôi lấy đầu ra đảm bảo cả nhà lâm tinh hà ở đáy xã hội tinh hà lệnh này là giả em tin anh tô thanh tuyết không lẽ giờ em còn tin lời xà lơ của hắn em muốn nhà họ tô bị thằng bảo vệ này lôi theo chôn cùng à tôi là thành chủ tương lai sẽ ra tay cai quản pháp luật tôi là thành chủ tương lai sẽ ra tay cai trị người đâu trương thiếu gia làm tốt lắm cho thằng bảo vệ lâm tinh hà không bao giờ lật được người trương thiếu gia chuyện này không liên quan đến nhà họ tô thanh tuyết chỉ là bị che mắt cậu phải giúp chúng tôi liên quan đến đế quốc tinh hà chính là chuyện lớn phải có người gánh vác. Nếu không, chiến khu Bắc Vực sẽ bị kinh động. Khi ấy, đại quân áp cảnh. Cũng là có thể. Người đâu? Lập tức bắt thằng An Trộm, Lâm Tinh Hà lại, đưa Tô Thanh Tuyết đến phòng tôi. Động phòng ngay, chứng thực quan hệ. Như vậy, nhà họ Tô mới có thể thoát kiếp nạn. Cảm ơn Trương Thiếu Gia. Thanh Tuyết, mau phối hợp với Trương Thiếu Gia. Nếu không, nhà họ Tô Tòi Mạng mất con biết chưa? Nhanh lên. Tinh Hà, Tinh Hà tinh hà tinh hà lệnh không phải tôi trộm không lẽ anh cao quý thì có thể quyết định sinh tử à nếu thân phận của tôi tôn quý hơn anh thì sao anh từ khi sinh ra đã là đáy xã hội còn tôi là đỉnh cao đời người anh từ khi sinh ra đã là đáy xã hội còn tôi là đỉnh cao đời người dám sỉ nhục nguyên thủ phi thuyền khi nào mới tới cần một chút thời gian mới được phá được tầng đại khí lập tức lệnh cho quyền quý hạ quốc đến giải vây cho nguyên thủ nếu không cả hạ quốc sẽ phải gánh chịu cơn giận của đế quốc tinh hà nguyên thủ bị mạo phạm mau đến hộ giá không tốt thiên vương sao vậy có người mạo phạm nguyên thủ đế quốc tinh hà mau đi bảo vệ nguyên thủ vâng anh từ khi sinh ra đã là đáy xã hội còn tôi là đỉnh cao đời người trương thiếu gia lâm tinh hà làm giả tinh hà lệnh liên lụy cả nhà tôi biết nhà hắn ở đâu tốt tôi phái anh đi bắt cả nhà hắn lại tôi muốn tất cả phải đến trước mặt tôi quy xuống nhận sai cái loại gan to tẩy trời này nên phạt như vậy không tốt chúng tôi vừa nhận được tin trấn bắc thiên vương sắp đến cái gì sao vậy chú tiền vừa nhận được tin trấn bắc thiên vương đến cái gì trấn bắc thiên vương là nhân vật đỉnh cao cai quản trên khu bắc vực một câu nói có thể khống chế cả bắc vực sao lại đến đây tôi biết rồi chắc chắn là lâm tinh hà đã bị trấn bắc thiên vương phát hiện làm giả tinh hà lệnh lâm tinh hà chứng cứ rõ ràng cậu toi đời thật rồi tôi thấy trương thiếu gia nên trói hắn lại đánh gãy chân tay trấn bắc thiên vương để lập công vậy thì chúc mừng trương thiếu gia chưa lên chức mà đã có công lớn không sai tôi tận tay bắt được kẻ làm giả tinh hà lệnh đúng là công lớn thanh tuyết mau lên bắt lâm tinh hà quỳ xuống nhận tội đừng liên lụy nhà họ tô nhanh chỉ cần cho tô thanh tuyết lấy tôi về sau hầu hạ tôi tôi sẽ nói vài câu trước mặt trấn bắc thiên vương bố chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi Lâm Tinh Hà nói Tinh Hà lệnh không này không phải là giả, không phải là giả, chẳng lẽ là thật? Người đâu, lập tức bắt tên giả mạo nguyên thủ đế quốc Tinh Hà, đồng thời đánh gãy tay chân. Tôi không phải giả mạo, nếu thật sự có đế quốc Tinh Hà thì tôi chính là nguyên thủ của đế quốc Tinh Hà. Thì tôi chính là nguyên thủ của đế quốc Tinh Hà. Anh mà là nguyên thủ đế quốc Tinh Hà, tôi chính là quốc chủ Hạ quốc. Ra tay đi. Dừng lại. dừng lại. Cái đám các người, có liên quan gì đến tên lừa đảo này mà dám bảo vệ hắn? Lừa đảo, đúng là to gan, và miệng. Dám đánh tôi. Tôi là đại thiếu gia nhà họ Trương, thành chủ tương lai. Nơi này sẽ do tôi quản lý. Thuộc hàng quyền quý của Hạ Quốc. Cô dám đánh tôi, hàng quyền quý. Không ai dám đánh đương nhiên cho dù trấn bắc thiên vương đến cũng phải cung kính vài phần với thành chủ tương lai là tôi nếu ông biết sai thì lập tức quỳ xuống dập đầu một trăm cái sau đó cho con khốn kia vào phòng tôi hầu hạ tôi một tối có lẽ tôi sẽ tha cho cả hạ quốc này không một ai dám nói như vậy với tôi từ rất lâu rồi mở to mắt chó ra mà nhìn mở to mắt chó ra mà nhìn lệnh chiến khu bắc vực các người là người của trấn bắc thiên vương trần thiên hà đến muộn mong nguyên thủ thứ tội trấn bắc thiên vương ông hành lễ với tôi như vậy tôi không dám nhận đâu cả thiên hạ này không ai xứng đáng hơn ngài không không đứng dậy đi đứng dậy đi đứng dậy đi ông là trấn bắc thiên vương trần thiên hà sao sao lại quỳ với lâm tinh hà người đâu bắt kẻ mạo phạm nguyên thủ này, đánh gãy tay chân. Đây là đáy xã hội của cả gia tộc. Vì sao Trần Bắc Thiên Vương lại bảo vệ hắn, Trần Thiên Vương? Chắc là ngài nhận lầm người rồi, đây chỉ là một tên bảo vệ quen. Dám xỉ nhục đại nhân. Tội đáng chết. Lập tức xử quyết. Không đúng. Lâm Tinh Hà là kẻ lừa đảo. Vậy thì đám các người, cũng là lừa đảo. Ông không phải. Trấn Bắc Thiên Vương, Trần Thiên Hà. Ông không phải Trấn Bắc Thiên Vương. Trần Thiên Hà. Thuộc hạ sẽ xử lý tên này, rồi bái kiến nguyên thủ sau, được được, mời ông. Đây là hồ phù có thể điều động. Đại quân 400.000 người của Bắc vực. Hồ phù. Một thành chủ tương lai còn con, mà dám ỷ thế hiếp người? vô pháp vô thiên, ra lệnh xuống, xóa bỏ toàn bộ chức vị của nhà họ Trương không không. Trấn Bắc Thiên Vương, xin ngài tha cho tôi, tôi sai rồi, mọi thứ vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Ngài tha cho tôi đi. Hiểu lầm cái gì? Chẳng qua là cậu đắc tội với người không nên thôi. Người đâu? Bắt lại. Thuộc hạ đã bắt hắn lại, không biết ngài muốn xử phạt thế nào. Thuộc hạ đã bắt hắn lại, không biết ngài muốn xử phạt thế nào tinh hà chuyện gì đây anh trấn bắc thiên vương sao lại giúp anh anh cũng không rõ nhưng ông ấy chịu giúp thì cứ mượn sức đòi lại nỗi nhục ban nãy đã hắn không chỉ đòi đánh gãy tay chân tôi anh mà còn đòi hại người nhà tôi và người yêu tôi đã rõ vậy thì đánh gãy tay chân trường hảo cha soát cả nhà họ trương không được tôi là thành chủ tương lai đứng trên vạn người cho dù là trấn bắc thiên vương cũng không thể làm vậy với tôi hai người này nữa cũng không thể bỏ qua tinh hà chúng ta là bạn học cậu coi tôi như cái rắm mà thả tôi được không khi nãy cậu đòi đi bắt người nhà tôi sao không nói chúng ta là bạn đưa đi xử lý đưa đi thanh tuyết con đúng là có mắt nhìn người tìm cho nhà ta một con rể quý còn có quan hệ với trấn bắc thiên vương nữa tốt lắm rất tốt bố con chọn lâm tinh hà không phải vì thân phận anh ấy tinh hà anh mượn sức trấn bắc thiên vương như vậy chắc chắn không sao chứ anh mượn sức trấn bắc thiên vương như vậy chắc chắn không sao chứ nếu như đế quốc tinh hà thật sự tồn tại thì chắc là không sao đâu anh thật sự có liên quan đến đế quốc tinh hà ư ai dám động vào con trai của tôi bố bố mau đến cứu con họ định đánh gãy chân con còn điều tra nhà mình nữa yên tâm bố đến thì phải làm chủ cho con chứ cũng để xem ai dám làm loạn ở cái nơi này bỏ tôi ra chính là họ giả mạo tinh hà lệnh còn ông ta giả mạo trấn bắc thiên vương thật to gan tưởng nhà họ trương là trò đùa hà trấn bắc thiên vương ở đây còn không chào các người đều là giả mạo còn dám kêu căng coi như là thật tôi cũng không sợ ông thật to gan một quyền quý còn con cũng đòi láo sược trước mặt tôi ai cho ông lá gan đó vậy lá gan hả ở đây Đừng sợ. Trương Thiên Thuận, ông dám cấu kết đảo quốc. Có gì mà cấu kết, là họ nhờ tôi. Nên mới đưa vài tướng sĩ, đến làm hộ vệ cho tôi. Bảo vệ tôi, bây giờ, có thể đối phó đám giả mạo các người. Trương Thiên Thuận, ông có biết, câu kết quốc đảo là tội chết không? Lão già, ông giả mạo Trấn Bắc Thiên Vương, mới là tội chết. rác rưởi, mở to mắt chó ra mà nhìn, ai dám làm giả hồ phù, tinh hà lệnh còn dám làm giả. Thì hồ phù có là gì? Ngoài ra, con khốn nhà cô, hôm nay đánh tôi hai phát. Tối nay, tôi sẽ đánh lại cô thật lực. Trước mặt tôi, Dám đánh con tôi. Simadasan giúp chúng tôi đi. Dừng tay. Nhà họ tiền ở Kinh Hải, bai kiến trấn Bắc Thiên Vương. Ông ta là trấn Bắc Thiên Vương thật à? Vậy cậu ta là? Vậy lẽ nào cậu ta là? Ông có mắt nhìn đấy. Có thể nhận ra tôi. Ông Thiên Thuận, có cần ra tay không ạ? À? Không. xin chấn bắc thiên vương tha cho nhà họ trương tôi bố Ba nãy ông còn khí khái lắm cơ mà người có thể tha thứ cho các người vốn không phải là tôi ngài nói xem có nên tha thứ cho họ không bố con nhà họ đều không phải người tốt vậy nhanh gọn lẹ luôn nhé lôi họ ra ngoài bắn chết đi vâng không bọn tôi là quyền quý hàng đầu trịnh thành này sao lại có thể để cho một tên ở tầng lớp thấp kém nghèo hèn ti tiện quyết định tính mạng chứ ông tưởng khoe khoang thân phận cao quý là có thể quyết định tính mạng của tôi à sao nào giờ tôi làm thế với ông thì ông không phục trấn bắc thiên vương thân phận cao quý nhưng cậu chỉ là một tên bảo vệ tất nhiên tôi không phục không phục cũng phải phục ngài ấy mới là người có thân phận tôn quý nhất vũ trụ này tôi há lẽ nào cậu ta thật sự là lẽ nào cậu ta thật sự là bố con nhà họ trương ỷ thế bắt nạt người câu kết nước ngoài tội không thể tha ném ra ngoài xử chết đi. Vâng. Đợi đã. Với thân phận của tôi, tôi đã xin tha thế này rồi, mà các người vẫn còn bức ép. Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi. Shimada, tôi đồng ý với điều kiện của quý quốc. Đồng ý nương nhờ quý quốc. Xin cậu Shimada ra tay giúp đỡ. Ừm. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ông đã lựa chọn đúng rồi đấy. Gia nhập với chúng tôi, sẽ có vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết anh từ bên kia biển đến đây hả tại sao lại dám đặt chân vào lãnh thổ đại hạ tôi người đại hạ này chắc là có quan hệ với đế quốc tinh hà nhỉ nếu như giết cậu ta ngay ở chỗ này vậy thì có thể phá hoại mối quan hệ của các người với đế quốc tinh hà to gan lớn mật lắm nếu anh dám động đến ngày ấy cả đất nước anh cũng không gánh vác nổi hậu quả đâu các anh sẽ gặp phải họa diệt quốc đấy nếu hạ quốc các người tiến xa hơn nhờ đế quốc tinh hà vậy thì các nước khác trên thế giới đều sẽ gặp tai họa chi bằng bóp chết các người từ trong trứng nước đi bây giờ không những chúng tôi mà các quốc gia khác chắc cũng đã hành động rồi truyền lệnh của tôi lập tức điều động cả chiến khu bắc vực giết hết đối thủ <laughs> Tôi sẽ bảo vệ ngài, nhưng giờ ngài cần rời đi trước đã ạ. Cũng đúng. Thanh Tuyết, nếu em không sợ đi theo anh sẽ gặp nguy hiểm, thì đi cùng anh đi, gà cho gà theo gà, gà cho chó theo chó, dù có nguy hiểm cỡ nào em cũng sẽ đối mặt cùng anh. Ở đây nguy hiểm quá, đưa tôi đi cùng luôn đi, người không liên quan sẽ không gặp nguy. Ông không cần theo. Ê này này, bố đừng đánh nữa. Tên kia chạy rồi kìa, mau đuổi theo, đừng để anh ta chạy. Tinh Hà, đây là nhà riêng của em. Chắc là sẽ an toàn đó. À đúng rồi, Viên Viên, Trần Bắc Thiên Vương có thể đối phó với hộ vệ nước ngoài không? Chắc chắn có, Trần Bắc Thiên Vương có thể sai khiến chiến khu Bắc vực, trấn áp đội hộ vệ nước ngoài đó, dễ như trở bàn tay thôi. Sao các cô lại bảo vệ Tinh Hà chặt chẽ thế? Con gái Trần Bắc Thiên Vương, Trần Viên Viên, bái kiến quân chủ Tinh Hà. Ừ, đứng dậy đi. Anh thật sự là quân chủ của đế quốc Tinh Hà à? Thanh Tuyết. Dù anh có phải hay không thì anh vẫn là của em. Alo. Thanh Tuyết, mau xem thời sự đi. Quân chủ đế quốc Tinh Hà xuất hiện rồi. Quân chủ tôn quý của đế quốc Tinh Hà đã xuất hiện cùng Tinh Hà lệnh. Thân phận thật sự của người đó là Trương Hào của Trịnh Thành. Quân chủ Trương Hào tuyên bố, hôm nay sẽ mở tiệc tối, đón tiếp tất cả quyền quý của hạ quốc đến bài kiến và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ngoài. Tinh Hà, Tinh Hà lệnh đó là của anh mà. Trương Hào này lại dám giả mạo quân chủ. Trương Hào giả mạo thân phận quân chủ ư? Anh ta giả làm quân chủ, lẽ nào không sợ bị vạch trần à? Tôi và bố tôi nhận được truyền âm của Tinh Vũ thống soái, mới biết ai là quân chủ, nhưng những người khác không biết. Người có tinh hà lệnh là quân chủ. Thế nên Trương Hào mới dựa vào tinh hà lệnh giả làm quân chủ. Phải ngăn anh ta lại, người hạ quốc của anh ta lại dám câu kết với nước khác, giờ còn giả mạo thân phận của anh, chắc chắn sẽ bất lợi cho hạ quốc, giờ tôi sẽ đi hỏi bố tôi được. Toi rồi bây giờ mọi người đều nhận trương hào là quân chủ bây giờ mọi người đều nhận trương hào là quân chủ bố tôi bị coi như phần tử phản động bị nhốt rồi ông ấy sẽ bị xử lý ở tiệc tối xin quân chủ cứu bố tôi với cô đứng dậy đi đã cô yên tâm tôi sẽ ngăn trương hào lại tối nay chúng ta sẽ tham dự tiệc vai trần thân phận giả của trương hào trước mặt mọi người tối nay chúng ta sẽ tham dự tiệc vai trần thân phận giả của trương hào trước mặt mọi người nhưng tinh hà à giờ anh không có tinh hà lệnh thì sao chứng minh thân phận vạch trần anh ta được đúng đó quân chủ giờ mọi người chỉ nhận tinh hà lệnh thôi đúng nếu chúng ta không có cách vạch trần trương hào thì sẽ bị coi là lừa đảo bị bắt lại đấy hư thân phận quân chủ này trước giờ không phải chỉ có mình tinh hà lệnh làm đại diện thanh tuyết trương hào dùng tinh hà lệnh để giả mạo anh nhưng anh ta không biết vì sao anh lại là quân chủ và anh đã làm gì cho đế quốc tinh hà tinh hà em đã điều tra thân phận của anh tư liệu quá khứ của anh điều tra được hết sao anh lại trở thành quân chủ của đế quốc tinh hà đến giờ em cũng không chắc anh có phải quân chủ không nhưng vẫn luôn tin tưởng anh cảm ơn em thành tuyết nhưng anh muốn nói với em anh là quân chủ tinh hà ừ chẳng qua anh đã dùng cách mà người thường không thể biết được để trở thành quân chủ có người dám giả mạo quân chủ lúc nào phi thuyền đến trịnh thành phi thuyền bị nền văn minh khác quấy nhiễu nên sẽ đến muộn đợi quân chủ quay về xử lý hết mấy nền văn minh dám quấy rầy kia giờ phải giúp quân chủ giải nguy đã chúng ta giúp kiểu gì ạ à? dùng công nghệ du hành lỗ sâu gửi tinh hà lệnh mới cho quân chủ vâng nhưng quân chủ với sức mạnh của chúng ta hiện giờ thì không thể cứu bố tôi ở bữa tiệc được đúng đó tinh hà giờ trương hào giả mạo thân phận anh quyền quý của hạ quốc sẽ không tin anh đâu quân chủ bọn tôi bị nền văn minh khác ngăn cản tạm thời chưa thể đến trịnh thành nhưng tinh hà lệnh này có thể chứng minh thân phận của ngài chúc mừng quân chủ trở về miễn lễ ai là quân chủ tinh hà lệnh ở đây trương hào tôi chính là quân chủ của đế quốc tinh hà trấn nam thiên vương thẩm kiêu đưa đại quân đến bái kiến quân chủ được trấn bắc thiên vương mưu đồ phản loạn còn có tên thấp kém kia trộm tinh hà lệnh giả mạo quân chủ thẩm thiên vương ông đến đúng lúc lắm thì ra trương thiếu gia mới là quân chủ tinh hà mà tên lâm tinh hà kia ăn trộm tinh hà lệnh của trương thiếu gia tôi đã nói mà chỉ có người tôn quý như trương thiếu gia mới là quân chủ được, cậu ta không phải quân chủ. Quân chủ thật sự là người khác cơ. Quân chủ giả hà. Rõ ràng ngài ấy có tinh hà lệnh, sao lại là quân chủ giả được, người có tinh hà lệnh là quân chủ. Chuyện này ai cũng biết. Lão thẩm, ông bị lừa rồi. Tinh hà lệnh vốn không phải của cậu ta, đó là do cậu ta nhặt được. Trần Thiên Hà. Ông thú vị thật đấy. Thứ đáng quý như thế. Ông thử đi nhặt cho tôi xem nào trấn nam thiên vương tinh hà lệnh của tôi hồi trước bị một tên thấp hèn ăn trộm thế nên trần thiên hà mới nghĩ tên trộm đó là quân chủ ăn nói vớ vẩn lâm tinh hà mới chính là quân chủ thật sự quân chủ ông nói là một tên bảo vệ ông thấy có đáng tin không không thể nào tôi có thể làm chứng lâm tinh hà là một tên thấp hèn từ khi còn bé không thể nào là quân chủ tinh hà được trần thiên hà ông đừng cãi nữa tôi tin lời trương hào nói là do ông muốn nương nhờ nước ngoài bị vạch trần nên mới cố tình nói quân chủ là giả trương hào đợi quân chủ tinh hà thật sự xuất hiện đưa đế quốc tinh hà đến đây nhà họ trương các người sẽ tàn đời quân chủ thật sự à lẽ nào ông đang nói cái tên ở dưới đáy xã hội đó hà nếu anh ta là nguyên chủ thật thì sao anh ta không dám xuất hiện đúng vậy con tôi có tinh hà lệnh nó mới là quân chủ thật sự Trần Thiên Hà, ông nghi ngờ quân chủ, thông địch phản quốc, đó là tội nặng. Đợi lát nữa sẽ phán tử hình ngay lập tức. Không đúng, có người có thể chứng minh cho tôi. Tô Đình Vĩ, ông có thể chứng minh cho tôi. Tinh Hà lệnh này là của Lâm Tinh Hà, Lâm Tinh Hà mới là quân chủ Tinh Hà thật sự, đúng không? Mau nói gì, bác Tô à? Bác phải nghĩ cho kỹ đấy. Cháu sẽ cưới Tô Thanh Tuyết làm vợ. Cháu là con rể tương lai của bác. Bác định làm chứng giúp ông ta thật à? Tôi làm chứng. Tinh hà lệnh này là của Trương Hảo, ông. Tinh hà lệnh ở đây. Ai dám nghi ngờ tôi nữa? Tôi. Tinh hà lệnh ở đây. Ai dám nghi ngờ tôi nữa? Tôi. cậu là ai mà dám nghi ngờ quân chủ lâm tinh hà anh ăn trộm tinh hà lệnh của tôi còn dám giả mạo tôi hôm đó để anh chạy mất giờ còn dám quay lại à thì ra cậu chính là tên ăn trộm dưới đáy xã hội đó người đâu bắt cậu ta lại cho tôi đợi đã trấn nam thiên vương lẽ nào ông lại giúp một quân chủ giả nói giáo cho giặc à quân chủ giả à trương hào có tinh hà lệnh cô dựa vào đâu mà nói ngài ấy là giả bởi vì ngài ấy mới chính là quân chủ của đế quốc tinh hà đế quốc tinh hà đã thông báo cho thiên hạ người có tinh hà lệnh chính là quân chủ cậu ta còn chả có tinh hà lệnh quân chủ thật sự không cần tinh hà lệnh hơn nữa tinh hà lệnh của anh ta là lấy từ chỗ tôi người câu kết nước ngoài không phải trấn bắc mà là quân chủ giả trương hào kia kìa thẩm thiên vương đừng nghe cậu ta loại người này cứ bắt lại đánh chết là xong hoảng sợ như vậy là chột giả à nói gì thì nói Tôi có tinh hà lệnh. Tôi chính là quân chủ thật. Mà anh, chỉ là một tên bảo vệ ở tầng lớp thấp hèn thôi. Shimada, bắt tên giả mạo này lại cho tôi. Vâng, thẩm thiên vương. Trương Hào giả mạo quân chủ, lại câu kết nước ngoài, lẽ nào ông không phân được thật giả? Nối giáo cho giặc à, đợi đã. Trương Hào có tinh hà lệnh. Có thể chứng minh thân phận. Cậu nói cậu mới là quân chủ. Cậu lấy cái gì để chứng minh tinh hà lệnh của Trương Hào là trộm được? Nó vốn dĩ là của Lâm Tinh Hà, bố. Bố mau làm chứng trương hào mới là kẻ ăn trộm đi thanh tuyết bố em đã đồng ý làm chứng cho anh chứng minh tinh hà lệnh này là của anh rồi nếu mấy người không thể chứng minh được thì chứng tỏ mấy người mới là kẻ giả mạo quân chủ người đâu ai nói tôi không chứng minh được ai nói tôi không chứng minh được chứng minh cái gì trương hào nói tinh hà lệnh đại diện cho thân phận quân chủ nhưng tôi có thể chứng minh tôi mới là quân chủ tôi có tinh hà lệnh anh đâu có đâu anh lấy cái gì chứng minh ai nói tôi không có tinh hà lệnh nói thế là sao lẽ nào tinh hà lệnh không phải độc nhất vô nhị à ừ. tinh hà lệnh chuyện gì vậy tinh hà lệnh chỉ có một chiếc thôi mà sao anh ta lại lấy ra chiếc nữa thế không thể nào đây bởi vì ngài ấy mới là quân chủ thật sự giả dạ đó tinh hà lệnh đó là đồ giả của tôi mới là tinh hà lệnh thật thế à thì ra anh ta mới là quân chủ tinh hà trời ạ à, sao lại thế được chuyện gì vậy sao tinh hà lệnh của trương thiếu gia xịt rồi lâm tinh hà anh làm gì tinh hà lệnh của tôi rồi bởi vì tinh hà lệnh của anh là giả gặp phải tinh hà lệnh thật tất nhiên sẽ mất công dụng rồi không thể nào của con tôi mới là tinh hà lệnh thật tên trộm này cậu ta làm giả tinh hà lệnh đó thẩm thiên vương tinh hà lệnh trước giờ không chỉ có một cái đế quốc tinh hà lúc nào cũng có thể làm ra rất nhiều chỉ có đồ ngu mới nghĩ rằng có tinh hà lệnh thì có thể trở thành quân chủ cậu nói cậu là quân chủ vậy làm sao cậu biết tinh hà lệnh không chỉ có một cái tên này đang nói bậy bạ đấy tinh hà lệnh của anh ta chắc chắn là giả shimada bắt tên này lại cho tôi vâng dừng lại đây là hạ quốc đấy chưa đến lượt quỷ lùn các người láo xược trừ tinh hà lệnh ra cậu còn có gì để chứng minh thân phận không lâm tinh hà ngoài tinh hà lệnh ra cũng chả có gì khác có thể chứng minh đâu trước giờ tôi chưa bao giờ cần chứng minh thân phận quân chủ tôi chỉ cần chứng minh anh ta giả mạo quân chủ đế quốc tinh hà còn câu kết nước ngoài hại trấn bắc thiên vương mau thả trấn bắc thiên vương ra đi thôi đi thôi bọn họ chạy rồi đuổi theo dám giả mạo quân chủ cho dù chạy đến chân trời góc bể cũng không có chỗ dung thân đâu trần thiên vương là tôi hiểu lầm ông rồi đều là vì hạ quốc đừng để bố con nhà họ trương giả mạo thành công là được trương hào mạo nhận làm nguyên thủ tội ác tày trời nhưng cậu lại là ai thế sao lại có tinh hà lệnh thẩm thiên vương tôi là ai chờ đế quốc tinh hà tới ông tự khắc sẽ biết bây giờ không cần phải gặng hỏi tận cùng đúng đó chi bằng thẩm thiên vương chờ thêm một lát chờ đế quốc tinh hà tới rốt cuộc ai là nguyên thủ sự thật khắc sáng tỏ cũng được nếu đã vậy Tôi đi bắt hai bố con nhà họ Trương về trước. Cảm ơn nguyên thủ đã cứu mạng, đây đều là việc tôi nên làm. Mau đứng dậy đi, nguyên thủ. Sao ngài không chịu để lộ thân phận? Vì ngoài tinh hà lệnh ra, tôi không biết phải chứng minh thân phận mình bằng cách nào hơn nữa. Phi thuyền của đế quốc tinh hà bị nền văn minh bí ẩn ảnh hưởng chắc là có kẻ địch giờ trò. Nếu tôi để lộ thân phận, sẽ càng nguy hiểm hơn. Hóa ra là vậy. Thế trước khi phi thuyền của đế quốc tinh hà tới, anh không thể để lộ thân phận. Vậy cứ để con gái tôi ở cùng ngài. Trong thời gian này, Tôi vẫn chỉ là một anh bảo vệ Nhưng quen. Nhưng bây giờ tôi còn có một chuyện phải làm. Thanh Tuyết, em bằng lòng gả cho một tên bảo vệ quen như anh không? Em bằng lòng, kể từ đêm hôm đó, em vẫn luôn mơ tưởng thời khắc này. Cuối cùng đã thành sự thật, được, thế trước khi phi thuyền của tụi anh đáp xuống, chúng ta tổ chức hôn lễ đi, trở thành vợ chồng thật sự. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho hôn lễ. Có chuyện gì thế, sao ông lại gả con gái cho một tên bảo vệ quen thế? Mẹ. Tinh Hà không chỉ là bảo vệ thôi đâu anh ấy là người cao quý nhất trên đời, thế cũng chỉ là tên bảo vệ quen thôi, có giỏi đến đâu cũng không bằng trương thiếu gia được. đừng nhắc tới tên đó nữa. sau này trịnh thành đã không còn trương thiếu gia, không được. tôi nuôi con gái bao nhiêu năm, không thể gả đi dễ như thế được. tôi phải gây khó dễ cho cậu ta mới được. nếu không, sao tôi ngẩng được đầu trước mặt họ hàng? được đây. ôi trời, chị họ từ nhỏ đã giỏi giang mọi mặt hơn tôi. nghe nói đã tìm một tên bảo vệ làm chồng, không giống chồng tôi. quản lý tập đoàn xuyên quốc gia có tên trong danh sách tỷ phú, đây là những kim cương mà tháng trước chồng tôi mới mua cho tôi. Có giá 10 triệu đấy. Cũng không biết ông chồng bảo vệ của chị họ phải làm việc bao nhiêu năm mới mua được chiếc nhẫn này. Đúng rồi. Không phải em thường nói, chị họ em xuất sắc hơn em về mọi mặt à. Hôm nay xem ra mắt nhìn kém thật đó. Lại đi kết hôn với một tên bảo vệ, anh đến dự hôn lễ của họ cũng thấy rất mất mặt đấy. Con xem con kìa, tìm được người chồng gì thế, con làm mẹ mất sạch mặt mũi. Không ngẩn nổi đầu với bên ngoại rồi. Mẹ, con và Tinh Hà thật sự yêu nhau. Chúng ta không so với người khác. Con muốn chọc mẹ tức chết, đúng không? Lẽ nào con muốn để mẹ nửa đời sau đều bị chê cười hả? Bác trai, bác gái, cháu đến rồi. Ha ha ha. Trần đời này tôi mới thấy đến giúp vợ kiểu này đấy. Không mang sinh lễ, không mang vàng bạc, con chẳng có xe vào nhà. Ban đầu khi chúng ta kết hôn, con có 8 triệu tiền sinh lễ, một căn biệt thự ven hồ, một chiếc xe sang hơn chục triệu lâm tinh hà cậu muốn cưới con gái tôi cậu mang cái gì tới thế có một vị trưởng bối đã chuẩn bị sinh lễ giúp cháu chỉ là bây giờ còn chưa đưa tới ha 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 lần đầu tiên tôi nghe nói Xin lễ còn có thể đưa tới trễ đấy thế đêm động phòng hoa chúc tối nay chắc cũng muộn một chút mới động phòng nhỉ mẹ xin lễ con còn chẳng là gì với tinh hà cả thôi đi ạ à. một tên bảo vệ quen như anh ta thì mang được xin lễ gì chứ chưa biết chừng còn mua xin lễ bằng tiền của chị ấy chứ đúng vậy trong thằng nhóc này cũng không giống người sắm được sinh lễ muốn cưới con gái tôi Xin lễ phải làm tôi hài lòng mới được. Bác gái, vậy xin lễ như nào mới khiến bác hài lòng ạ? À? Nhà họ tô chúng tôi là gia tộc kinh doanh. Nếu xin lễ này, phải giúp được tập đoàn tô thị chúng tôi. Ồ, oh, phải giúp được tập đoàn tô thị à? Gì hay? Gì yêu cầu thế chả khó như lên rời với anh ta à? Một tên bảo vệ quèn như anh ta lấy gì ra giúp đỡ tập đoàn tô thị chứ? Cũng không phải không có cách. Nhóc con, nếu hôm nay cậu chui qua hàng tôi, thì tôi sẽ soạn thảo một phần hợp đồng, như vậy cũng thỏa mãn điều kiện của dì Hai. Chồng à, anh hư quá đi. Ngày nào cũng bắt em ở dưới hàng anh còn chưa đủ à? Bây giờ lại thêm một thằng đàn ông khác, em không đồng ý đâu. Thế để thằng nhãi này tìm một lỗ chó chui qua đi. Ha ha ha. Nếu cậu không lấy ra được xin lễ, thì cậu biến ngay khỏi đây, đừng hòng cưới con gái tôi mẹ. Mọi người không thể bắt nạt tinh hà như vậy, nếu con không gả cho anh ấy, người khác sẽ gả cho anh ấy đấy. Chị họ à, ngoài chị mất kém ra muốn gả cho anh ta, còn ai mắt mù lấy tên bảo vệ quen chứ? mấy người không hiểu nếu có người giành lấy cậu ta thế thì cứ để cậu ta cưới người khác đi lời này là thật hả lâm tiên sinh nếu ngài không chê tôi bằng lòng gả cho ngài xin lỗi trong lòng tôi chỉ có mình thanh tuyết ha 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 ai mời cô diễn viên này đến thế lại phối hợp diễn kịch với thằng nhãi này cô phối hợp diễn kịch với thằng oát này như vậy tôi rất muốn biết phi diễn kịch của cô một ngày có đến một nghìn tệ không á á á hả à, cô làm gì thế dám động vào một đầu ngón tay của chồng tôi cô có bản thân đi cũng không đền nổi đâu đền á dám xúc phạm lâm tiên sinh đừng nói là đánh anh ta dù có giết anh ta tôi cũng không cần đền cô mạnh miệng ghê còn giết không cần đền nữa chứ chồng tôi là tổng giám đốc tập đoàn châu thị đó là doanh nghiệp mạnh top 500 trên thế giới thân phận cao quý bao nhiêu nhà quyền quý đều coi chồng tôi là khách quý thân phận có tôn quý đến đâu dám xúc phạm lâm tiên sinh thì đều như nhau cả cô nằm mơ à coi một tên bảo vệ là hoàng đế tỉnh lại đi anh ta chỉ là một tên bảo vệ quen mà khốn này Bà nãy nhân lúc tôi không chú ý mà đá tôi. Xem hôm nay tôi dạy dỗ cô thế nào. Đủ rồi, ở đây là đám cưới của tôi, nếu các người tới gây chuyện thì nơi này không chào đón các người. Gì hay? Gì xem rể hiền của gì kìa. Đầu tiên tìm người đánh chồng cháu trước. Bây giờ chị họ lại muốn đuổi tụi cháu đi. Hôm nay, gì phải cho cháu một lời giải thích tập đoàn Châu Thị tụi cháu sẽ chèn ép tập đoàn Tô Thị mọi mặt ấy, không được. Hết tập đoàn Châu Thị chèn ép, tập đoàn Tô Thị chúng ta sẽ phá sản. Thanh Tuyết, con bảo Tinh Hà dập đầu nhận tội. Xin lỗi em họ con ngay. Xin họ tha thứ. thanh tuyết con bảo tinh hà dập đầu nhận tội xin lỗi em họ con ngay xin họ tha thứ mẹ tinh hà lại chẳng làm gì sai cả sao anh ấy phải xin lỗi chứ xin lỗi châu hạo tôi không cần lời xin lỗi của các người từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai đánh tôi ra nông nỗi này tôi phải bắt tập đoàn tô thị các người phá sản Trèn ép tập đoàn tô thị mọi mặt cho tôi gì cơ giá cổ phiếu của tập đoàn tô thị chúng ta đã giảm 90% rồi á đây là kết cục đánh tôi đó nhà họ tô chúng ta bị thằng chồng ăn hại của con hại chết rồi. Thanh Tuyết đã là người phụ nữ của tôi, nhà họ tô sẽ không phá sản, viên viên. Cô có thể giúp nhà họ tô không? Ha ha ha. Một tên bảo vệ quen như cậu mà cũng dám nói ra lời này à? Cậu không thấy nực cười hả? Hai người ở đây cố cậy mạnh. Thì thà bây giờ quỳ xuống, dập đầu 300 cái thật vang ngay cho tôi. Có lẽ đang tôi sẽ xóa bỏ sự chèn ép với tập đoàn Tô Thị. Dĩ nhiên tôi có thể gọi điện thoại trước hư còn gọi điện à cô tưởng cô giống chồng tôi nói một câu là có thể quyết định sự sống còn của tập đoàn tô thị vực tập đoàn tô thị dậy xếp tô công ty chúng ta vừa mới nhận được dự án của chiến khu bắc vực giá cổ phiếu không chỉ tăng trở lại mà còn tăng vọt gấp 10 lần gì cơ gì cơ chiến khu bắc vực đó là chiến khu quản lý vùng đất rộng ba nghìn km tùy tiện một dự án đã có giá trên 10 tỷ thanh tuyết kể từ hôm nay em gả cho anh dù anh có thân phận gì anh sẽ không để em phải chịu ấm ức nào nữa lâm tiên sinh có cần ra tay với tập đoàn châu thị không anh ta muốn phá hoại hôn lễ của tôi và thanh tuyết còn cố ý chèn ép tập đoàn tô thị dễ dỗ anh ta một bài học đi chèn ép tập đoàn châu thị châu hạo mày đã làm gì thế tao vừa mới nhận được tin vì mày mà tập đoàn châu thị đã bị chiến khu bắc vực niêm phong điều tra cổ phiếu của chúng ta đã giảm mạnh còn không bằng tập đoàn tô thị sao công ty chúng ta lại trở nên như vậy là cô chắc chắn là do cô làm là cô chắc chắn là do cô làm tôi liều mạng với cô còn dám làm bậy tôi muốn khiến tập đoàn châu thị hoàn toàn phá sản rốt cuộc cô là ai con gái của trấn bắc thiên vương trần viên viên cô cô là con gái của trấn bắc thiên vương hả đều do mày gây họa nếu mày không giải quyết được thì tập đoàn châu thị của chúng ta sẽ xong đời là tôi có mắt không thấy thái sơn xin xin cô tha cho tập đoàn châu thị chúng tôi đến lúc này rồi mà anh vẫn còn chưa biết rốt cuộc mình phải xin lỗi ai à Lẽ nào tôi phải cầu xin cậu ta? Không được, chồng tôi là tổng giám đốc tập đoàn Châu Thị, không thể quỳ xuống xin lỗi một tên bảo vệ dưới đáy xã hội được. Lâm tiên sinh, còn tôn quý hơn tôi nhiều. Cô đắc tội với ngài ấy, thì dù là doanh nghiệp mạnh nằm trong top 500 thế giới cũng sẽ tan thành cho bụi. Rốt cuộc cậu ta là ai? Bác gái, cháu không có thân phận gì. Cháu chỉ là một người bình thường thôi, nhưng dù cháu chỉ là một bảo vệ quen, Thanh Tuyết cũng đã xác định không rời không bỏ cháu. Cho nên, cháu phải cưới cô ấy. Dù có khó khăn gì, anh đều có thể khắc phục. Tinh Hà, Trần Bắc Thiên Vương, Trần Thiên Hà tới. Chúc mừng đại hôn của Lâm Tiên Sinh. Tôi đặc biệt chuẩn bị mấy phần quà cưới. Là để chúc mừng lễ cưới của Lâm Tiên Sinh. Tôi đặc biệt chuẩn bị mấy phần quà cưới. Đây là 100 cân vàng. Đại diện cho Vinh Hoa. Đây là hợp đồng xây dựng chính khu Bắc Vực. Đại diện cho Phú Quý, Lâm Tiên Sinh. Chúc quà mỏng này có thể giúp nhà họ tô trở thành gia tộc quyền quý đứng đầu bắc vực không biết ngài có hài lòng không tôi rất hài lòng thanh tuyết xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời cô ấy nên là người hạnh phúc nhất thế giới rốt cuộc rốt cuộc cậu ta là ai thế trần bắc thiên vương cũng tự mình chuẩn bị quà mừng cho cậu ta chỉ hai món xính lễ nhà họ tô đã vượt qua tập đoàn châu thị chúng ta con rể hiền con rể hiền alo Lâm tinh Hà bây giờ bố mẹ anh đang trong tay tôi Lâm tinh Hà bây giờ bố mẹ anh đang trong tay tôi Trương hào anh muốn làm gì bố mẹ tôi Lâm tinh Hà tôi đã hỏi bố mẹ anh rồi từ nhỏ đến lớn anh chỉ là một người bình thường mà thôi anh vốn không liên quan gì tới đế quốc tinh Hà Lâm tinh Hà tôi phải bắt anh thông báo với toàn thiên hạ rằng Trương hào tôi mới là nguyên thủ của đế quốc tinh hà. Còn có, phải nói cho tôi biết mọi bí mật về đế quốc tinh hà. Nếu không, sau này anh đừng hòng gặp lại hai người họ nữa. Ha ha. Được, 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 tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải tha cho bố mẹ tôi, được. Ha 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 ha. Thông soái không ổn rồi, có nền văn minh khác đang chặn phi thuyền của chúng ta, hơn nữa còn cử người tới Trịnh Thành trước, muốn gây bất lợi cho nguyên thủ những nền văn minh này không đánh thắng đế quốc tinh hà chúng ta lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi khi nào phi thuyền của chúng ta có thể đến trịnh thành chúng tôi đã dốc sức phá vỡ ngăn chặn nhưng vẫn còn cần thời gian mong là nguyên thủ có thể bình yên vô sự đã tra rõ rồi hai bố con trương hảo không chỉ nhận được sự giúp đỡ của đảo quốc mà còn được phương tây trợ giúp cho nên mới bắt cóc bố mẹ ngài có thể cứu bố mẹ tôi ra không khó mà đảm bảo vì tôi lo lắng họ sẽ làm hại đến bố mẹ ngài thế cứ làm theo những gì trương hảo nói thừa nhận anh ta là nguyên thủ nói bí mật về đế quốc tinh hà cho anh ta hãy âm mưu của trương hào thành công có thân phận của nguyên thủ e rằng anh ta sẽ làm đủ chuyện xấu gây hại cho nhân loại đúng đó chồng à nếu anh ta chiếm lấy thân phận của anh không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa anh ta chỉ là châu chấu so thu thôi dù anh ta biết được bí mật của đế quốc tinh hà cũng không thể trở thành nguyên thủ thật sự chờ đến khi hạm đội của đế quốc tinh hà tới anh ta sẽ lộ nguyên hình nguyên thủ của đế quốc tinh hà trương hào đã xuất hiện hiện đang triệu tập giới quyền quý toàn cầu cùng tôn kính trương hào cùng bước lên đỉnh cao giới quyền quý toàn cầu đã đến trịnh thành lúc nào cũng có thể tới bài kiến chờ tôi biết được bí mật của đế quốc tinh hà từ miệng lâm tinh hà tôi sẽ lập tức triệu tập giới quyền quý toàn cầu để họ tôn vinh nhà họ trương tôi simadas sắp xếp đến đâu rồi đội hộ vệ của cả đất nước đã đến trịnh thành cho dù chấn bắc thiên vương tự mình tới cũng không sợ chỉ cần cậu trở thành nguyên thủ nước tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ cậu trở thành chủ nhân toàn cầu được chờ tôi nắm chọn toàn cầu tôi sẽ ban hạ quốc cho các anh Ha 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 ha. Trương Hảo. Tôi đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Trương Hảo. Thả bố mẹ tôi ra. Muốn tôi thả họ ra à? Anh phải nói bí mật của đế quốc tinh hà cho tôi biết mới được. Bố mẹ anh đã kể hết những chuyện anh từng trải qua cho tôi nghe rồi. Anh vốn chưa từng tiếp xúc với đế quốc tinh hà. Vậy sao anh lại có được tinh hà lệnh? Trở thành nguyên thủ đế quốc thế? có vẻ như anh đã nhận ra tôi là nguyên thủ rồi hả à? nhưng anh vẫn dám ra tay với bố mẹ tôi anh chỉ là một thằng bảo vệ quen dưới đáy xã hội mà thôi anh có thể lên làm nguyên thủ của đế quốc tinh hà chắc chắn đã biết được bí mật của đế quốc tinh hà nếu tôi biết được bí mật của nó tôi cũng có thể lên làm mau nói ra bí mật của cậu đi nếu không khó mà giữ được tính mạng của bố mẹ cậu đấy shimada ôi được tôi nói cho anh biết được chỉ cần anh chịu phối hợp thì tôi sẽ tha chết cho bố mẹ anh nào, thả một người ra trước. Tinh Hà, con nhất định phải cứu mẹ con ra. Bố, bố yên tâm, bố ra ngoài chờ con trước. Ừ ừ, bây giờ giao Tinh Hà lệnh cho tôi, sau đó nói ra bí mật cho tôi biết, rốt cuộc sao anh có thể trở thành nguyên thủ của đế quốc Tinh Hà vậy? Nè, được, tôi đưa cho anh. Tôi cũng sẽ nói cho anh biết bí mật tại sao tôi trở thành nguyên thủ đế quốc Tinh Hà. Thế anh nói đi, anh thả mẹ tôi ra trước đã. Thì tôi nói cho anh biết được tôi cũng không sợ anh giờ trò gì đến đây để lại thả nốt người còn lại ha 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 mẹ mau đi tìm bố con đi mau đi được rồi giờ anh mau nói ra bí mật của tinh hà cho tôi biết bây giờ anh lập tức nói cho tôi biết bí mật của đế quốc tinh hà đi chỉ là vì một trò chơi lâm tinh hà anh chơi tôi đúng không bí mật của đế quốc tinh hà chính là một trò chơi hả đúng vậy bí mật để tôi trở thành quân chủ tinh hà chính là vì một trò chơi. Qua trò chơi, tôi sáng lập ra đế quốc tinh hà, đế quốc tinh hà thật sự xuất hiện, thế là, nhận tôi làm quân chủ. Thì ra bí mật của đế quốc tinh hà, chính là vậy hả? Có tinh hà lệnh này. Cộng thêm bí mật này nữa, tôi chính là quân chủ đích thực rồi. Shimada, lập tức triệu tập quyền quý toàn cầu, bảo họ tới bái kiến tôi, cậu hảo, lâm tinh hà chạy rồi, kệ mẹ chúng đi. Tôi sắp trở thành chủ của tinh hà. Chủ nhân của Lam Tinh rồi. Bây giờ, Bọn chúng chẳng qua chỉ làm một con kiến trên đất. Không đáng để nhắc đến. Chồng, anh nói bí mật trở thành quân chủ tinh hà cho Trương Hào biết. Vậy chẳng phải hắn có thể thay thế vị trí của anh Đúng vậy sao? Trương Hào trở thành quân chủ, chắc chắn sẽ bất lợi cho Hạ Quốc và cả Lam Tinh. Không cần lo, hắn vĩnh viễn không thể trở thành quân chủ thật được. Vì quân chủ là người sáng lập đế quốc tinh hà, Trương Hào. Hắn chỉ là kẻ ham mê quyền thế bây giờ chỉ đợi phi thuyền tinh hà tới đến lúc đó mọi thứ của hắn sẽ biến thành mây khói hết không ổn rồi trương hào triệu tập quyền quý toàn cầu lấy danh quân chủ ép họ thần phục đồng thời còn tặng lãnh thổ hạ quốc cho shimada hắn dám lấy danh quân chủ để bán nước à không được anh phải về cản hắn vâng Bái kiến quân chủ được được mau đứng lên đi, hôm nay tôi lấy danh quân chủ, tuyên bố tặng 100.000 km vuông lãnh thổ hạ quốc cho Shimada. Cảm ơn quân chủ đã ban thưởng, đợi đã, tôi không đồng ý, tôi là quân chủ. Chúa tể toàn cầu, tôi có thể quản lý mỗi một tấc đất theo ý của mình. Mong thu hồi mệnh lệnh, lãnh thổ của hạ quốc chúng ta không thể tặng cho Shimada được, mẹ nó, quân chủ nói gì thì là cái đấy. Những nước khác có ý kiến gì không? Bọn tôi không có ý kiến gì. Trương Hảo. Cậu dám bán nước à? hạ quốc tôi không đồng ý không đồng ý cũng vô ích bây giờ cả lam tinh đều do tôi làm chủ cậu nhất quyết đem tặng lãnh thổ hạ quốc cho shimada à hạ quốc bọn tôi quyết không đồng ý ông dám không nghe lời tôi à người đâu bắt ông ta lại cho tôi bố sau này bố làm trấn nam thiên vương đi được bây giờ tôi chính là trấn nam thiên vương rồi tôi là quân chủ chúa tể toàn cầu lời tôi nói không ai được phép phản đối bây giờ tôi sẽ tước chức trấn nam thiên vương của ông tên quân chủ già nhà anh không có quyền này ai dám nghi ngờ tôi không muốn sống nữa hả lâm tinh hà anh dám tới làm hỏng chuyện của tôi à lâm tinh hà anh dám tới làm hỏng chuyện của tôi à anh muốn bán cả hạ quốc tôi là người hạ quốc quyết không khoanh tay đứng nhìn anh tưởng anh là ai hả? Bây giờ tôi mới là quân chủ thật sự. Còn anh, chẳng qua chỉ là thằng bảo vệ ở đáy xã hội thôi. Mọi người, quân chủ như hắn không thể mang lại bất cứ lợi ích gì cho mọi người, sao mọi người lại tôn hắn làm quân chủ? Khốn nạn. Cậu dám sỉ nhục quân chủ à? Cậu không phải là công dân tốt. Chỉ có Shimada nhận được lời hứa đầu môi chót lưỡi, các người có nhận được bất cứ lợi ích thực tế gì chưa? Trương hào hứa, sau khi đế quốc tinh hà giáng xuống sẽ chia cho bọn tôi mỗi người một tinh cầu. Đế quốc tinh hà có những tinh cầu nào? Hắn có kể ra được không? Lâm Tinh Hà, đế quốc Tinh Hà của tôi có những tình cầu nào liên quan gì tới anh? Mọi người đừng nghe hắn nói nhăng nói cuội, những thứ tôi đã hứa cho mọi người, chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Vậy vì sao anh không thực hiện xong, mới ra chỉ lệnh chứ? Cứ khăng khăng làm chúa tể toàn cầu ngay lúc này. Anh này nói có lý, bây giờ tôi không thể nghe lệnh anh. Bây giờ bọn tôi cũng không thể nghe lệnh anh. Muốn phản quốc? Hạ quốc tôi quyết không đồng ý trấn nam thiên vương là tôi cũng không phải cậu nói phế là phế được đâu lâm tinh hà mày dám tới phá đám tao à tao muốn mày phải chết tôi lấy danh chấn bắc thiên vương cấm bất kỳ ai làm hại lâm tinh hà tôi lấy danh chấn nam thiên vương cấm bất kỳ ai làm hại lâm tinh hà được các người đều bảo vệ hắn đúng không đợi đế quốc tinh hà đến trao danh hiệu cho tôi tôi sẽ trị tội hết đám các người vậy thì đợi anh trở thành quân chủ thật sự rồi hãng nói dù là quân chủ thật sự muốn chia cắt đất của hạ quốc chúng tôi chúng tôi cũng không nhường tất đất nào đến lúc đó mới xin tha thì muộn rồi nhé đến lúc đó thì thứ bọn tôi lấy không chỉ là một trăm nghìn km vuông đất thôi đâu mà là cả hạ quốc đấy quân chủ ngài có đây không đế quốc tinh hà đã đến rồi tôi sắp trở thành quân chủ đích thực rồi chúc mừng quân chủ trương hảo đợi tôi trở thành quân chủ thật sự những kẻ không nghe lời như các người đều sẽ gặp họa lớn hết xin hỏi quân chủ có đây không có đây chồng những người này là người của đế quốc tinh hà sao không phải người của đế quốc tinh hà giống người hạ quốc bọn họ thuộc nền văn minh khác nào cậu chính là quân chủ à đúng vậy tôi chính là quân chủ của đế quốc tinh hà các người mau tới quỷ bái tôi đi trao vương miện cho tôi đi tôi chính là quân chủ của đế quốc tinh hà các người mau tới quỳ bái tôi đi đội vương miện cho tôi đi cuối cùng cũng tìm được cậu rồi đợi trương hào được trao vương miện cả hạ quốc sẽ là của bọn tôi rồi các người chuẩn bị chết đi các người làm gì vậy không phải tới trao vương miện cho tôi à đế quốc tinh hà của các cậu đã diệt văn minh tam thể của bọn tôi bọn tôi tới đây để trả thù lẽ nào những người ngoài hành tinh này không phải là người của đế quốc tinh hà sao cơ văn minh tam thể Lẽ nào là kẻ địch của Đế quốc Tinh Hà, bọn tôi gây nhiễu phi thuyền Tinh Hà chính là để tìm ra cậu trước. Tôi phải giày vò cậu, trả thù cho nền văn minh của bọn tôi. Shimada mau cứu nó đi. Trình độ kỹ thuật của tinh cầu này, trong mắt bọn tôi chẳng khác gì với mấy con khỉ, dù 10.000 người cùng lên cũng không phải là đối thủ của tôi. Tôi phải giày vò cậu đến chết trả thù cho nền văn minh của bọn tôi tôi có lời muốn nói tôi là quân chủ giả đúng nó là con trai tôi các cậu đánh nhầm người rồi đánh nhầm rồi cậu tưởng tôi ngốc à vừa nãy cậu đã đích thân thừa nhận cậu chính là quân chủ tôi là giả mạo tôi không phải là quân chủ tinh hà thật tôi không phải là quân chủ tinh hà thật quả nhiên hắn lộ nguyên hình rồi thế mà hắn lại dám giả mạo quân chủ lừa các nước trên thế giới tội đáng muôn chết cậu có tinh hà lệnh trong tay sao có thể là giả được tinh hà lệnh này là tôi cướp được quả nhiên hắn không phải là quân chủ thật vậy quân chủ thật ở đâu hắn tôi thừa nhận tôi cướp tinh hà lệnh này từ chỗ hắn đó hắn mới là quân chủ tinh hà thật tôi chỉ là bảo vệ quen ở đáy xã hội thôi sao tôi có thể là quân chủ tinh hà được chứ hắn thân phận tôn quý chỉ có hắn mới có thể là quân chủ được người lam tinh này nói đúng Cậu dám lừa tôi? Tôi thật sự không phải là quân chủ Tinh Hà mà Lâm Tinh Hà hắn mới là quân chủ. Trương thiếu gia, anh đừng vu khống tôi mà, tôi chỉ là người ở đáy xã hội, cả đời tôi còn chưa ra được khỏi Trịnh Thành, sao tôi có thể là quân chủ Tinh Hà cao quý kia được? Mày được làm quân chủ Tinh Hà thông qua một trò chơi, chuyện kỳ lạ vậy mà anh cũng nói được. Anh tưởng những vị khách ngoài hành tinh này là đầu ngốc hả? cậu còn dám lừa tôi đại nhân trương hào quân chủ ở lam tinh còn một ông bố chính là ông ta ông ta có một thuộc hạ vô cùng trung thành chính là anh ta bắt hết bọn chúng lại cho tôi quả nhiên là quân chủ xảo quyệt tới mức này giá họa cho người khác cho bọn chúng biết tay đi Đi, tôi thề. Tôi thật sự không phải là quân chủ. Nó là con trai tôi, từ nhỏ đã rốt nát. Nó thật sự không phải quân chủ đâu, cậu ta chỉ là người đại diện của bọn tôi, cậu ta thật sự không phải quân chủ, lẽ nào? Cậu nói thật. Thông soái, tôi đã nói với anh rồi, Lâm Tinh Hà đó mới là quân chủ thật. Đều tại cậu giả mạo quân chủ mới khiến bọn tôi tìm nhiều người, Thông soái, Lâm Tinh Hà chuồn được lúc này không trốn được cả đời các anh trả thù thì đi bắt hắn đi lam tinh rộng lớn thế này không có tinh hà lệnh định vị sao bọn tôi bắt được hắn tôi có cách khiến hắn tự chui đầu vào dọ được nếu cậu có thể giúp bọn tôi bắt được quân chủ tôi sẽ cho cậu làm người đại diện của nền văn minh tam thể đáng sợ quá không ngờ có nền văn minh khác tới đây để bắt anh may có trường hảo mạo danh anh cầm chân được họ người tam thể tuyên bố sẽ chiếm lĩnh lam tinh, yêu cầu lâm tinh hà tới giành tiệc trong vòng một tiếng, nếu không sẽ hủy diệt lam tinh. người tam thể muốn hủy diệt lam tinh sao? xem ra trương hào không lừa được đám người tam thể kia, giờ thì to rồi, bọn chúng quyết tâm tìm ra anh. chồng, nếu người tam thể bắt được anh, chắc chắn anh sẽ nguy hiểm. nếu anh không đi, thì người tam thể sẽ hủy diệt cả lam tinh. khoa học của bọn họ có thể làm được việc này. nếu anh có mệnh hệ gì, em phải làm sao? vợ có một số chuyện phải có người đứng ra làm quân chủ lẽ nào không còn cách gì khác người tam thể mạnh mẽ đến thế sao nếu phi thuyền tinh hà đến có lẽ sẽ có thể hóa giải nguy cơ lần này nhưng bây giờ chúng ta không biết phi thuyền tinh hà bao giờ mới đáp xuống anh phải về đó tam thể thống soái tôn kính anh yên tâm đi lâm tinh hà chắc chắn sẽ đến nếu hắn không quay lại cả nhà cậu đều phải mất mạng thống soái con người lâm tinh hà thân phận thấp kém, còn rất thích lo chuyện bao đồng. Trước đây tôi chỉ dùng một chấn Bắc Thiên Vương còn con, đã ép hắn xuất hiện được rồi, hú hồ gì, bây giờ dùng cả cái Lam Tinh làm con tin. Được, nếu bắt được hắn, tôi sẽ ghi công cho cậu. Cảm ơn thống soái, tôi nhất định sẽ dốc sức làm việc cho Văn Minh Tam Thể. Vũ khí của Văn Minh Tam Thể đã giải khắp Lam Tinh chưa? Đã phủ khắp rồi, lúc nào cũng có thể tấn công. Diệt Lam Tinh. Chồng ơi, nhất định phải đi sao anh? Nếu anh không đi, tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Nếu ngài đi, sẽ gặp nguy hiểm đấy. xả thân vì việc nghĩa mà, hy sinh một mình tôi để cứu Lam Tinh. đời này của tôi, xứng đáng lắm. Thông soái, đã sắp đến giờ, kích hoạt vũ khí hủy diệt Lam Tinh. chuẩn bị tấn công bất kỳ lúc nào. rõ. con trai, lẽ nào Lâm Tinh Hà này thật sự là quân chủ Tinh Hà Hà? tuy con cũng không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ tất cả mọi chứng cứ đều cho thấy đó là hắn, hắn đã cuộc khởi thật rồi. Không ngờ một tên bảo vệ quen dưới đáy xã hội, mà lại là quân chủ tinh hà cao quý trong vũ trụ này. Dù hắn có thân phận tôn quý tới cỡ nào, bây giờ có người tam thể ở đây, hắn có chấp cánh cũng khó thoát người tinh. Nếu bắt được lâm tinh hà, chị, các cậu là công thần. Nếu hắn không tới, thì các người cùng diệt phong với tinh cầu này đi. Tôi nhất định sẽ khiến hắn xuất hiện. Lâm Tinh Hà Còn 10 phút nữa nếu mày còn không xuất hiện thì cái lam tinh này sẽ bị hủy diệt đấy đến lúc đó mày chính là tội nhân thiên cổ vũ khí của người tam thể có thể hủy diệt mọi thứ trên lam tinh lâm tinh hà mày mà còn không xuất hiện thì tất cả mọi người đều sẽ chết vì mày cảm ơn quân chủ đã tới hẹn để cứu lam tinh người tam thể tới đây là vì tôi đây là việc tôi nên làm lâm tiên sinh cậu đi giải cứu lam tinh còn gì chúng tôi có thể giúp không chăm sóc tốt cho người nhà của tôi chồng xuất giá tòng phu em cùng anh đối diện với người tam thể là con gái của trấn bắc thiên vương tôi cũng có nghĩa vụ cùng đối mặt với hai người được vậy chúng ta cùng vào trong được đi Bố. Bây giờ, chỉ có phi thuyền Tinh Hà đáp xuống. Mới cứu được nguy cơ lần này. Trần Thiên Vương, phi thuyền Tinh Hà rốt cuộc bao giờ mới xuống được? Dù thế nào đi nữa, lão thẩm, chúng ta đều phải nghĩ cách khiến phi thuyền Tinh Hà đáp đất. Lâm Tinh Hà vẫn chưa xuất hiện. Vậy thì, hủy diệt tinh cầu này đi đừng đừng đợi đã tôi tới rồi tôi đã tới rồi rút hết vũ khí của nền văn minh các anh đi lâm tinh hà quả nhiên mày đã tới rồi trương hào anh phản bội hạ quốc phản bội lam tinh anh là nỗi ô nhục của văn minh nhân loại lam tinh là cái thá gì nhân loại là cái thá gì bây giờ chỉ cần tôi bắt được lâm tinh hà thì tôi sẽ trở thành người đại diện cho nền văn minh tam thể con đường chính trị sau này sẽ mở rộng ra cả vũ trụ Shimada, bắt hắn lại cho tôi. Rõ. Cô. Con đàn bà không biết điều, cô dám đánh tôi hả? Trương Hảo, anh tưởng mình sẽ có kết cục tốt đẹp à? Mày còn rảnh quan tâm tới tao hả? Đợi thông soái ra tay, thì sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Thông soái, Lâm Tinh Hà này là nguyên thủ Đế quốc Tinh Hà để xem có thực sự là nguyên thủ không. Quả nhiên là cậu. Hung thủ hủy diệt nền văn minh tam thể của chúng tôi, thông soái, giết hắn đi, báo thủ cho văn minh tam thể. Tôi làm gì? Không đến lượt cậu xen vào. Tôi đến đây, bỏ vũ khí nhắm vào lam tinh của các người đi, xem ra cậu rất quan tâm đến nơi này vậy thì tôi sẽ hủy diệt nó cho các người nến trải cảm giác đau khổ phi thuyền tinh hà đã xuống ai dám làm hại nguyên thủ chính là các người dám giả mạo nguyên thủ to rồi phi thuyền đế quốc tinh hà đến rồi chạy vì văn minh tam thể giữ lại mầm mống cuối cùng các người đừng bỏ tôi lại đứng lại phản bội hạ quốc phản bội nhân loại còn đòi chạy lên vì sao chỉ còn chút nữa là người tam thể giết chết được mày rồi lâm tinh hà chồng tôi cá nhân có thiên tướng còn anh làm chuyện xấu bị nghiệp quật hai vị thiên vương bố con trương hào phản bội lại thương. phản bội nhân loại là đáng tội gì tội đáng muôn chết thiên đao vạn quả hắn quả đáng tội lập tức chấp hành không không đưa đi đi tôi không phục dựa vào đó đơn... mà đám đáy xã hội các người được quyết định vận mệnh của tôi mọi thứ của anh đều do anh tự chuốc lấy hai vị thiên vương phi thuyền tinh hà đã hạ cánh sao không thấy người của đế quốc các người nói phi thuyền của đế quốc tinh hà chưa hạ cánh mà chỉ dùng trực thăng để giả mạo thôi tôi và lão thẩm phải làm vậy mới tranh thủ được chút thời gian đám người tam thể này sẽ nhận ra bất kỳ lúc nào nên chúng ta phải rời khỏi đây mau chồng chúng ta đi không được anh không thể rời đi người tam thể mà nhận ra thì sẽ hủy diệt lam tinh anh phải ở lại mới kéo dài thời gian được chồng à anh đã làm rất tốt rồi lần này đừng ở lại nữa người tam thể là vì anh nên mới đến đây anh không thể trốn chạy anh là chồng em dù có chết chúng ta cũng chết cùng nhau thanh tuyết chồng hãy thêm dấu chấm cho hoắc lâm chưa hoàn tất của chúng ta đi trước mặt tất cả mọi người em thành vợ anh được thông soái tôi vừa hay tin phi thuyền của đế quốc tinh không à. hề đến đây cái gì mẹ kiếp đám người hoa hạ kia lừa tôi xem ra cậu rất quan tâm đến nơi này vậy thì tôi sẽ hủy diệt nó cho các người nến trải cảm giác đau khổ thông soái không phải anh nói sẽ bắt hắn rồi ban lam tinh cho tôi sao hủy diệt lam tinh chúng tôi khác nào cũng bị hủy diệt theo im mồm không đến lượt các người chất vấn tôi là thống soái của văn minh tam thể mà lại nói lời không giữ lời không ngờ nguyên thủ đế quốc tinh hà lại ngây thơ như vậy tin cả mấy lời này chứ chẳng trách cậu lại vì người ở đây mà chủ động giao mạng tôi không chỉ muốn giết cậu mà còn hủy hoại nơi này <laughs> có chuyện gì vậy? May mắn thật, được tham dự hôn lễ của nguyên thủ. Các vị, cảm ơn các vị đã đến tham dự hôn lễ của chúng tôi, mặc dù giữa chừng xảy ra quá nhiều chuyện nhưng cũng may, tôi và Thanh Tuyết vẫn đi đến bước cuối, cuối cùng cũng thành chính quả. Các vị, chào mừng tham dự đám cưới của Lâm Tinh Hà và Tô Thanh Tuyết, Thẩm Kiêu và tôi sẽ là chủ trì chứng kiến có thể khiến trần thiên hà và thẩm kiêu làm người chứng kiến thiên hạ chỉ có con gái tôi thôi người con rể này tôi thích giỏi thật tập đoàn tô thị có người con rể tốt giờ lành đã điểm xin được phép bắt đầu được lâm tinh hà tiên sinh ngài có đồng ý lấy cô tô thanh tuyết làm vợ không lâm tinh hà tiên sinh ngài có đồng ý lấy cô tô thanh tuyết làm vợ không tôi đồng ý dù là giàu sang hay phú quý mạnh khỏe hay đau ốm ngài cũng đồng ý ở bên cô ấy mãi mãi chứ tôi đồng ý tô thanh tuyết tiểu thư cô có đồng ý lấy lâm tinh hà làm chồng không tôi đồng ý dù là giàu sang hay phú quý mạnh khỏe hay đau ốm cô cũng đồng ý ở bên ngài ấy mãi mãi tôi chứ. đồng ý hay hay lắm tôi xin tuyên bố lâm tinh hà tiên sinh và tô thanh tuyết tiểu thư chính thức làm vợ chồng tiếp theo mời cô dâu chú rể trao nhẫn Thanh Tuyết, anh sẽ cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Em biết. Hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng. Chúng nó kết hôn, tôi cũng hoàn thành tâm nguyện. Chết cũng đáng. Bà thông gia, ngày vui thế này sao lại nói cái đó? Đúng vậy, Thanh Tuyết là đứa trẻ tốt, bọn họ sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc, chúng ta phải chờ ôm cháu chứ. Đúng đúng, không nên nói lời xui xẻo. Tôi còn chờ có cháu ngoại mà, muốn ôm cháu. E là, không còn cơ hội đâu. Muốn ôm cháu? E là, không còn cơ hội đâu. Lại là họ. Sao các người lại tới? To rồi, to rồi, người tam thể, sao họ còn dám tới không lẽ là không sợ đế quốc tinh hà? Nếu đế quốc tinh hà biết các người sẽ phải chết còn lấy đế quốc tinh hà ra dọa hả các người tưởng tôi biết à đế quốc tinh hà không hề đến sao cậu biết thủ đoạn của các người sao qua khỏi con mắt lệch lạc của chúng tôi bây giờ các người không có viện trợ chỉ chờ chết thôi phi thuyền của đế quốc tinh hà vẫn bị kẹt không thể đến được mà bây giờ các người không có viện trợ chỉ có thể chờ chết thôi thông soái chỉ cần lên tiếng lam tinh sẽ tan thành mây khói khi đó các người sẽ chết không chỗ chôn mục tiêu của các người là tôi tôi nguyện chết nhưng xin các người tha cho lam tinh chồng em đi cùng anh được chúng ta cùng nhau chết vì lam tinh chết đến nơi rồi mà còn anh anh em em không chỉ cậu chết mà cả lam tinh này cũng phải diệt vong không sao lam tinh sẽ bị hủy diệt thông soái đã ban lệnh ngắm bắn chuẩn xác vào lam tinh nói thật ba phút nữa nơi này sẽ bị xóa sổ cái gì người tam thể mục tiêu của các người là tôi vì sao phải tàn sát người vô tội chủng tộc của tôi bị đế quốc tinh hà diệt tuyệt còn cậu là nguyên thủ của đế quốc tinh hà lam tinh và hoa hạ là cố hương của cậu nếu không có nơi này nuôi dưỡng cậu chủng tộc của tôi sẽ không bị hủy diệt không chỉ cậu mà cả tinh cầu này cũng phải chôn cùng, cho dù là chết, cũng không để các người được yên. Thực lực cỡ này, mà đòi đấu với tôi, đúng là ngu ngốc. Bố, không sao chứ. Thực lực cỡ này, mà đòi đấu với tôi, đúng là ngu ngốc. Đừng mơ được tọa nguyện. Sao? Định đích thân ra tay à? Phải thử mới biết được. Không biết lượng sức. <laughs> Tinh Hà. Tinh Hà, anh không sao Lâm chứ. Lâm Tinh Hà. Cậu đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Chúng tôi đang tiến hành ngắm bắn. Trình độ công nghệ của các người. Không thể ngăn cản nổi trừ khi phi thuyền của đế quốc tinh hà đến đây nhưng họ lại không đến được cũng tức là các người chết không nghi ngờ các người chết không nghi ngờ chết không nghi ngờ tất cả các người sẽ phải chết còn một phút nữa sau một phút đế quốc tinh hà sẽ không còn nguyên thủ thanh tuyết Em có sợ không? Chỉ cần là bên anh, em không sợ gì hết. Được, ông bạn. Xem ra lần này, chúng ta phải chết ở đây rồi để bảo vệ hoa hạ. Thà chết không từ. Chỉ tiếc. Đến giờ vẫn không bảo vệ được. Còn 30 giây. Lam Tinh sẽ bị hủy diệt. Không lẽ Lam Tinh thật sự sẽ phải hủy diệt sao? Tôi không muốn chết. Ai đến cứu chúng tôi với? Chết đến nơi rồi. Không ai cứu được các người đâu. Còn 20 giây. chết đến nơi rồi, không ai cứu được các người đâu, còn 20 giây. Sao vậy, chuyện này là sao? Đây, đây là Không lẽ là đế quốc tinh hà đến, chúng ta được cứu rồi, đế quốc tinh hà đến, ai dám làm hại nguyên thủ? Có lẽ là đế quốc tinh hà đến thật rồi. Đế quốc tinh hà đến. Các người to rồi chúng ta được cứu rồi được cứu rồi không lẽ thật sự là đế quốc tinh hà thông soái chúng ta chạy thôi nếu không thì không thoát đâu sợ gì phi thuyền của đế quốc tinh hà không hề đến được đây là người hoa hạ. cô ý dọa chúng ta thôi đám người dò hoạt này phi thuyền của đế quốc tinh hà không hề đến được đây là người hoa hạ. cô ý dọa chúng ta thôi đám người dò hoạt này sao không có gì cả quả nhiên Tôi biết ngay, đây là các người bày trò. Lần này, chúng tôi không mắc bẫy đâu. Các người, còn 10 giây. 5 4 Bà xã, xem ra lần này chúng ta phải chết rồi. Chỉ tiếc, Tinh Hà, vừa mới kết hôn. Vợ à? Anh xin lỗi, chúng ta là vợ chồng, đồng sinh cộng tử, Tôi Tôi chưa chết Tôi Tôi chưa chết Chuyện gì thế này Đã ngắm bắn rồi Vì sao còn thất bại Thông soái Không lẽ phi thuyền của đế quốc tinh hà Thật sự đến rồi Không thể nào Phi thuyền của họ còn mắc kẹt Sao có thể hạ cánh Chắc chắn là có vấn đề Mạo phạm nguyên thủ đế quốc tinh hà Tội chết <laughs> Tinh vũ của đế quốc Tinh Hà bay kiến nguyên thủ. Tinh vũ của đế quốc Tinh Hà bay kiến nguyên thủ. Thuộc hạ cứ giá muộn, mong nguyên thủ trách tội. Thuộc hạ cứ giá muộn, mong nguyên thủ trách tội. Thật sự là đế quốc Tinh Hà, không, không thể nào, sao bọn họ đến đây được? Chắc chắn là giả, đứng dậy đi. Giải quyết. Chuyện trước mắt đã, thật to gan dám mưu hại nguyên thủ đế quốc tinh hà từ giờ trở đi cả vũ trụ sẽ không còn người tam thể không tôi không dám nữa không dám nữa đâu đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi với muộn rồi người đâu lôi xuống theo pháp lệnh của đế quốc xử phạt rõ đưa đi đừng mà đừng xử phạt tôi nguyên thủ đại nhân tha mạng cho tôi với đừng mà đừng xử phạt tôi nguyên thủ đại nhân tha mạng cho tôi với. chúng ta được cứu rồi chúng ta sống rồi nguyên thủ tại thượng phi đội của đế quốc vượt qua tinh không mãi mới tìm được ngài vất vả cho mọi người vì nguyên thủ tất cả đều xứng đáng nguyên thủ cả đế quốc tinh hà như rồng mất đầu cần ngài quay lại chủ trì đại cục cần tôi làm gì chỉ cần ngài quay lại đế quốc tinh hà cảm nhận được sự tồn tại của ngài thì sẽ yên ổn nếu vậy thì báo cho cả vũ trụ tôi đã trở về rõ nguyên thủ đế quốc tinh hà tôi đã về rồi bài kiến nguyên thủ đại nhân bài kiến nguyên thủ đại nhân